Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần để cho mọi người được. Đầu tiên là một cái cần này. Đây. Chất liệu là phíp cho mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90 đến 95%. Đấy, dàn phan này. Đá đấy còn ok. Đọc này. 1 2 3 4 5. 5 lắm nha mọi người. Ủa, nhiều vậy ta? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lóng. 5 lóng. Bát vặn này, chỗ này kim loại nhé. Cái cần này dài 2m7, thu vào 75cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 180g. Cái này cái số 1. Số 1. Cái này bán 170.000. Số 1 170.000 nha mọi người. Tiếp theo số 2. Số 2 là cây cần y như cây cần số 1. Này. Y như cần số 1 nha mọi người. Đây. Nhưng mà phan thì nó hang dĩ hơn. Đấy. Y như cần số 1. Đấy. 1 2 3 4 5 cũng 5 lóng. Đấy, y chang luôn. Một mã luôn mọi người. Đây, bát vặn của nó. Đây, cũng là dài 2m7, thu vào thì 74-75cm, đọt là 1,7-1,8 ly, cân nặng 160-180g nha mọi người. Cái này cái số 2. Số 2. Cái này mình bán 150.000. Đấy, 250. Cái vàng nó hơi dĩ ha mọi người. Tiếp theo, số 3 là cái cần này. Đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 95%. Đấy, rất là đẹp. Này, phan này. Còn đá đồ ok. Đây, đồ của nó. 1 2 3, nó có 3 lóng tất cả, 3 lóng thôi. Đây, bát vặn phan của nó đây. Cần này dài 2m1, thu vào 80cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 140g. Cái này cây số 3. 150. Số 3, 150.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 4. Đây, cần này. Đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Mấy cái cần số 1, số 2, số 3, số 4 này hình như đều xuất xứ là China hay Taiwan gì đó. Xuất Nhật nha mọi người, xuất Nhật, hàng xuất Nhật. Đây, cái này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 95%. Đây, nó còn mới nguyên này, còn bọc nhựa luôn. Đây, phan này. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. 3 lóng tất cả. Cái cần này dài 2m7. 2m7. Thu vào 1m03 nha mọi người. Thu vào 1m03. Này. Đọt của nó là 2,4 ly, cân nặng là 210g. Cái này cây số 4. Số 4. 170.000. Số 4 170.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 5 là một cái cần giống cái cần số 1, số 2. Này, giống y cái cần số 1, số 2 luôn. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90%. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Y đó đó. Dàn phan còn ok. Chỉ hơi hoang hoang tí thôi nha mọi người. Không sao hết. Đấy. Bát vặn của nó đây. Rồi. Thông số của nó thì cũng kiểu vậy. Dài 2m7. Thu vào 0,75. Thu vào 75cm. Đọt là 1,8 ly. Cân nặng là 160g. Cái này cái số 5.
số 5, 170. Đây. Cái này chưa có đo. Số 6 là một cây cần 2 khúc, chất liệu là phíp nha mọi người. Cây cần 2 khúc chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 80%. Nó bị hư một cái phan cuối nha mọi người, hư cái phan cuối. Nó có tất cả là một đầu bu và bốn cái phan thì nó hư một cái phan cuối nhá, hư một cái phan cuối. Đấy. Còn lại ok. Hai đoạn nha mọi người. Đây, cũng thử nè. Ok. Đây, bát vặn nhá, bát vặn. Ok, vặn ok. Cây cần này dài 1m8, thu vào 95cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng 120g. Cây này cây số 6. Số 6. Cây này bán 1m8, cây này bán 150.000. 150.000. Tiếp theo, số 7 là cây cần này. Của thằng nào đây? Đây, có cái tay của nó đây. Chất liệu của cây này là nhựa đặc, sợi thủy tinh đặc gì đó nha mọi người. Đấy. Mô hình của cây cần này thì khoảng 80%. Đây. Phan nó còn hết, nó có 3 cái phan và một đầu bu nhá, mà đều còn nhá mọi người, 3 cái phan và một đầu bu này. Bằng kim loại. Đấy. Ok. Bát vặn kim loại nhá, bát vặn kim loại. Đây. Cái cần này dài 1m6, thu vào 84cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 160g. Đây là cây số 7. Số 7. Số 7 này 140.000. Số 7 140.000 nha mọi người. Tiếp theo. Số 8 là cũng là cây cần 2 khúc, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Này, cái phan của nó này nó bị méo nha. Còn cái đầu bu của nó bị méo này. Đấy. Còn cái mấy cái phan của nó phan nhựa thì nó bị nứt hư rồi. Mọi người về thay ba cái phan nhựa đi. Đấy. Đây này. Bát Fuji nhá, bát Fuji. Cái cần này dài 1m65, thu vào 84cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 220g. Đây là cái số 8. Đám. Cái này bán 120.000. 120.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 9 là một cây cần 2 khúc. Cần này thì chất liệu là bằng nhựa đặc nha mọi người, nhựa đặc. Đấy. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90%. Đây, các cái phan còn ok. Đấy. 4 phan, 3 phan. Cần này có 3 cái phan và một đầu bu nha mọi người, 3 phan và một đầu bu. Đấy. Ok. Đây. Nó có cái dài cột kia nữa. Cần này dài 1m66, đọt của nó là đây 1m65 đi. Đọt của nó là 2,1 ly. Còn chiều dài thu vào là 84cm. Cân nặng là 140g. Đây là cây số 9. Số 9.
140.000. Số 9 140.000 nha mọi người. Số 10 là cái cần này, các cũng China xuất nhập đây. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Bát là bát nhựa. Bát nhựa vặn này. Đấy. Dòng fan. Đây. Fan kim loại trơn luôn, fan kim loại trơn luôn nha mọi người. Đây. Bốn cái fan và một đầu bu, fan kim loại trơn ok luôn. Đấy. 1 2 3 lắm thôi. Cái cần này dài 2m7, thu vào 98cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 200g nha mọi người, 200g. Đây là cái số 10. Số 10. Cái này mình bán 170.000. Số 10 170.000 nha mọi người. Số 11. Đây. Số 11 là cũng cái cần Sear Paradise như cái lúc nãy đó, mà cái mô đây nó khác nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì nó xước khá là xấu, khoảng được 70% thôi. Đây, nó gãy đột này. Gãy đột mắc phan, hư phan. Đấy, mọi người về chế lại nhá. Nó có 3 đoạn thôi. Đây, đột của nó gãy một tí nhá. Đây, bát vặn của nó. Đó, dưới này thì còn bọc ni lông đây. Ly của nó. Cây này dài 2m7, thu vào 97cm, cân nặng là 180g. Cái độc của nó khoảng cỡ 2,5 ly nha mọi người, khoảng cỡ 2,5 ly. Cây này cây số 11. 11. 80.000. 11 80.000 nha mọi người. Đây. Số 12 là một cây cần Uban. Uban này thường Korea này. Uban này thường là Korea xuất nhập. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 95%. Ngoại hình cây cần này khoảng 95%. Này. Khoan đồ còn mới nguyên, cây này giống như chưa dùng luôn nha mọi người, như chưa dùng luôn á. Đấy. Đấy. 1 2 3 4 5 lóng nha mọi người, 5 lóng tất cả. Này. Bát Fuji FX7. Cần này dài 4m rưỡi, thu vào là 1m02, đột là 2,2 ly, cân nặng 260g. Cái này cái số 12. 12. Cái này bán 220.000. 12 220.000 nha mọi người. Mười ba là một cái cần Olympic. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đấy. Dàn phan này. Phan còn đá ok nha mọi người, còn đá ok. Có mấy cái này bị nứt này. Có mấy cái phan bị nứt này, mọi người về dán keo lại hay nhỏ keo AB rồi vào là nó sẽ ok à. Là vẫn còn xài được. Còn ai ưng đẹp thì phải thay thôi. Đấy. Đây, đào đây. Vô. Này. Vô này. À, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 6, 7 lóng tất cả nha mọi người, 7 lóng. Cần 7 lóng, bát FS8 này. Cần này dài 4m3, thu vào là 85cm, đọt là 2,8 ly, cân nặng 360g. Cái này cái số 13. Số 13. Cái này 220.000.
Số 13, 220 nghìn nha mọi người. Số 14 là cái cần của cái hiệu gì đây? Đây. Komogawa, cái này nội địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90 đến 95%. Đấy. Dàn phan của nó cũng cũng bị nứt như thế này, nhưng mà mọi người về nhỏ keo dán cái OB là cố định lại, ok là xài được nha mọi người. Đó là xài vô tư, còn mọi người muốn đẹp thì phải thay thôi, tùy mọi người. Đấy. Đọt của nó khá là mạnh dẻ. 1 2. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy lóng luôn nha mọi người, bảy lóng luôn. Mình coi cái nắp xu dưới này nó có bị gì không. Bãi lóng nha mọi người. Ồ, bãi lóng. Cái nắp dưới này không phải nắp của nó nha mọi người. Nắp dưới này không phải nắp của nó. Nó bị mắc nắp rồi. Cái nắp này để đỡ vào đây thôi. Người ta để đỡ vào đây thôi nhé. Mình cũng để đỡ y vậy cho mọi người. Cần này dài 5x3, thu vào 90cm, đọt là 0.97, coi như 1 ly đó, cân nặng là 340 g. Cái này cây số 14. 14. Cái này bán 200. 14 200 nha mọi người. Tiếp theo 15 là một cái cần đây, máy in Korea, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, phan kim loại của nó về đánh ra là nó sáng ok nha mọi người, chịu khó đánh ra nó sáng ok à. Đây, đọt. 1 2 3, 4 lóng, 4 lóng nha mọi người. Đây, bát vặn kim loại nha mọi người, kim loại. Cái vặn này thì bằng nhựa. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m03, đọt là 2 ly, cân nặng là 210 g. Cái này cây số 10 mấy rồi ta. Chờ một xíu coi lại nhé. Cái này cây số 15. 15. 180 nghìn. 15 180 nghìn nha mọi người. Mười sáu là cái cần này cũng mắc tem này, chất liệu là phíp, ngoại hình của đây tem đây. Đấy, nội địa Nhật nha mọi người. New World. Cái này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85%. Đây, dàn phan của nó đọt thì bị mắc đầu bu rồi, với là mắc một hai cái phan nhỏ rồi. Đây, dàn phan của này bị nứt, về xử lý thì xử lý, không có thì thay nha mọi người, xử lý được vô tư, dán keo là được à. 1 2 3 4 5, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng tất cả. Cần này 5 lóng. Này, bát FS6. Cái cần này dài 4 mét, thu vào là 91 cm, đọt là 0.9 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 16. 16. Cái này mình bán 140 nghìn. 16 140 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 17
là một cây cần hai khúc, cần hai khúc. Cần này chất liệu của nó bằng sợi thủy tinh và graphic nha mọi người. Đấy, sợi thủy tinh. Để mình uống cái đọt, đọt khá là mảnh rồi. Cần này thì dùng máy nằm nha mọi người, cần này dùng máy nằm, cần này dùng máy nằm. Đấy, cho mọi người coi tổng thể cần này. Đấy, phan phiết cột rất là nhuyễn nha. Cần này dùng máy nằm nha mọi người. Đấy, phan đầy đủ, phan rất là dày nha mọi người. Đấy, ok, cần hai khúc phan rất là dài. Bass Fuji FS6 này. Đấy, tự cột tự xử luôn. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 1m05. Đọt của nó là, cái chiều thu vào của nó thôi. Đây, cái cần này á là dài tới 2m1, thu vào của nó là 1m2 nha mọi người, 1m10 mấy á, 1m10 15 cây nhé, 1m15 cây. Đọt của nó là 1,1 ly, cân nặng là 310g. Đấy, chất liệu này thì cần nó hơi nặng một tí nhưng mà rất là ok. Cột cái dàn phan nhìn thấy đã lắm. Đấy, phan này người ta tự cột mà nhìn rất là nhuyễn nha mọi người. Phan kim loại hết luôn. Cây này cây số 17. Cây này bán 250.000. 17 250.000 nha mọi người. Tiếp theo số 18, cây cần một khúc. Chất liệu là phíp. Đây, chỗ này nó cọc cái gì chỗ này đây. À, như cái này là nó cọc nấu luôn. Hồi xưa nó là hai đoạn mà đút cái ống, đút cái ống và nó nấu luôn đây mọi người. Chế lại rồi này, rất là cứng cáp nha mọi người. Đây, bẻ cho mọi người cứng cáp đó. Đây, đang cọc máy có phan 1, 2, 3, 4 phan, 4 phan và 1 đầu bu nha mọi người. Đấy, này, uống này. Ok, bát vặn nha, bát vặn. Cái cần này dài 1m32, đọt của nó là 3,3 ly, cân nặng là 180g. Cái này sơn lung tung đấy rồi. Cái này cây số 18. Số 18. Cây này mình bán 150.000. 18 150.000 nha mọi người. 19 là một cây cần 3 khúc. 19 là một cây cần 3 khúc. Chất liệu là phíp nha mọi người. Cho mọi người coi này. Cái cần này của Olympic nha mọi người. Olympic. Này, phan phíp còn ok. Này, nó chỉ có là 1 phan, 2 phan, 3 phan. Nó sản xuất ra 3 phan thôi nha mọi người. Cần này sản xuất ra có 3 cái phan và 1 đầu bu. Đấy. Này. Ok. Đọt của nó. Phan cuối nè. Đấy. Bass Fuji FX7 nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% nha mọi người. 85-90%. Đây. Cái cần này dài 3m3, thu vào là 1m18, đọt là 2,9 ly,
cân nặng là 360 gram. 360 gram. Cần khá là đẹp. Cần này là số 19. 19. 270.000. 19 270.000 nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo 20 là một cái cần 2 khúc. Chất liệu là nhựa đặc nha mọi người. Chất liệu nhựa đặc. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đấy, đọt của nó này. Mấy cái phan có 3 cái phan kim loại nhá, 3 cái phan và một đầu bu này. 3 cái phan và một đầu bu. Đấy, ok. Bát thì bát nhựa vặn đây. Cái cần này dài 1m6, thu vào là 79 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 140 gram. Cây này cây số 20. 150.000, 20, 150.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 5599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code cho mọi người. Và một vấn đề quan trọng mà mình nhắc đi nhắc lại đó là trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì đó do quá trình vận chuyển thì báo ngay cho mình để giải quyết nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà không chịu kiểm tra hàng, mà đến khi đơn hàng thành công rồi thì mới bắt đầu kiểm tra nha mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều.